Hay quá. Hay quá, hay quá. Úi giời. Trời ơi. Ôi. Hay quá, đau tim. Mọi người ơi, Hải Đăng vừa thắng một set rồi. Ui, Hải Đăng vừa thắng 25-23 set 1. Đâu có ai em cứ xem nó dậy. Có tí người. Mọi người ơi, đừng xem Quốc Học nhé. Quốc Học quay góc xấu lắm. Đừng xem nhé. Quốc Học ở ánh ngoái dở lắm. Đừng ai xem Quốc Học quay. Anh em chia sẻ với em giúp em lên chọn đi. Xếp 1 Hải Đăng thắng rồi. Xếp 1 Hải Đăng thắng 25-23. Ui, kinh khủng khiếp. À, vâng ạ. Anh Cao Cường gặp Hải Đăng ạ. Xét đấu thứ hai nhá, xét 1 Hải Đăng thắng 25-23. Mọi người chia sẻ video giúp em lên chợ cầu lông đi ạ. Mọi người chia sẻ đi. Ok, anh em chia sẻ nhiều đi để cho nhiều người vào đây xem. Trận này đấu hay lắm mọi người ạ. Quá hay luôn. Không, xét đấu thứ hai. Đập cầu tốt. Điểm 1-0 cho Cao Cường. Có, tí nữa em đi đánh. Hải Đăng vừa thắng set 1 rồi mọi người ạ. Hay quá, Hải Đăng đánh hay quá. Set 1 Hải Đăng thắng. Ui, hay quá mọi người ạ. Ui. Hải Đăng thắng một set rồi. Bao nhiêu rồi? Anh em chia sẻ với nhau đi. Điểm số 4-2 cho anh Cường ạ. Set 1 Hải Đăng thắng 25-23 mọi người ạ. Hay quá. Anh em mỗi người cho một cái chia sẻ lên chợ cầu lông đi ạ. Trận đấu này là trận đấu hay nhất. Nên là anh em chia sẻ đi ạ. Ui. Đập cầu không qua lưới, điểm 3-4 cho Hải Đăng. Đây là hai tay vợt triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam.
Hải Đăng và Cao Cường. Anh Cao Cường thì sinh năm lớn hơn Hải Đăng, sinh năm 2000. Nói chung là đều cùng tập cùng một chỗ cùng nhau, nhưng đánh rất hay, Hải Đăng đánh hay, vừa thắng set 1 rồi. Hải Đăng đánh hay lắm mọi người ạ. Vừa thắng Hải Đăng set 1 rồi ạ. Chém cầu không qua lưới. Điểm 4 đều. Ok mọi người đang xem thì chia sẻ video giúp em được không ạ? Chia sẻ lên chợ Cổ Long nhá. Chào mọi người nhá, chào tất cả anh em nhá. Điểm 4 đều nhá. Trận đấu này hay lắm mọi người ạ. Em chỉ mong đến trận đấu này thôi. Hải Đăng vừa thắng set 1 25-23. Hải Đăng đánh hay kinh khủng. Cầu trong sân. Điểm 5-4 cho Hải Đăng. Hải thế. Ui sân bên kia không hay kìa. Đình Hoàng với Đức Phát. Tiến Tuấn với đơn nữ chưa anh ơi, sau loạt trận đơn nam mình sẽ đến đơn nữ ạ. Cao Cường gặp đúng rồi, mua ta tối em đánh anh ạ. Vũ Thiết thì đấy, Vũ Thiết là giải phong trào thôi, đây giải chuyên nghiệp anh ơi. Anh em mà chia sẻ với em đi ạ. Đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 tranh cúp Zonex Sunrise diễn ra tại Đồng Nai. Giải này là giải giải đấu này là quy tụ tất cả các tay vợt cầu lông hàng đầu Việt Nam ạ, mạnh nhất Việt Nam. Anh Tiến Minh cũng đánh ạ, tí nữa anh Tiến Minh đánh. Hình như anh Tiến Minh đánh xong rồi sao ạ? Điểm số 6-5 cho Hải Đăng. Cao Cường đập mạnh lắm nhưng mà Hải Đăng vẫn thủ hết. Ui đánh hay thật. Cầu ngoài sân. Sau những trận đơn nam mà sẽ đến đơn nữ. Điểm số 6 đều. Hay lắm mọi người ơi. Anh em đang xem thì chia sẻ video giúp em nhé. Chào 140 người đang xem. Mọi người cùng chia sẻ lên chợ để cho nhiều người ở đây xem ạ. Đây là hai tay vợt chỉ sau anh Tiến Minh thôi. Chỉ sau Nguyễn Tiến Minh thôi ạ. Nguyễn Hải Đăng và Phạm Cao Cường. Đình Hoàng với Đức Phát thì Đức Phát thắng rồi ạ. Đình Hoàng với Đức Phát thắng rồi nhá. Hay thế. Ui hay quá. Tiến Tuấn đang đánh bên cạnh. Ok chào mọi người nhá. Cầu không qua lưới, điểm 7 đều. Anh ơi, đánh với Hải Đăng thì làm sao mà đánh với Hải Đăng. Hải Đăng là tay vợt số đang xếp thứ hạng số 2 Việt Nam anh ạ. Đức Giang không anh ơi. Hay. Ôi cái gì đây, một pha
Pha đấy đều gọi là đỡ theo phản xạ anh em ạ. Tưởng chết rồi nhưng mà vẫn chưa chết. Đúng rồi, Hải Đăng đánh như Mumuta mọi người ạ. Hải Đăng phong cách như Mumuta. Anh Đức Giang không theo cầu lông nữa mọi người ạ. Em không biết nhưng mà hình như anh ấy không chơi nữa. Điểm số 8-7 cho Cao Cường. Anh Cao Cường đang dẫn 8, Hải Đăng 7 nhá. Đây sắc đấu thứ hai. Sắc đấu thứ nhất Hải Đăng xuất sắc giành chiến thắng 25-23. Đây là sắc đấu thứ hai. Anh Cường đang dẫn 9-7. Học dự đoán là trận này 3 xét. Phải 3 xét xem mới hay. Dã man. Người thấy chưa? Người thấy anh Cường anh đập chưa? Đập quá mạnh luôn. Đánh cầu Zonic. Điểm số 17 nhá, 17. Anh Cường đang dẫn. Chưa biết được đâu ạ. Hải Đăng lần trước đánh ở giải đại hội cũng 3 xét với anh Cường và đã thắng ạ. Hải Đăng bền lắm mọi người ạ. Chứ đừng thấy Hải Đăng bé mà. Cầu ngoài sân, điểm số 8-10. Hải Đăng không Hải Đăng tấn công không mạnh bằng anh Cường nhưng mà Hải Đăng bền lắm ạ. Đeo bám tốt lắm. Bền lắm, Hải Đăng bền lắm. Hải Đăng khỏe lắm. Anh Cường thì đôi đánh sức mạnh, anh tấn công. Ok, mỗi người cho em một cái chia sẻ lên chợ cầu lông đi ạ. Chờ 200 người đang xem nhé. Mọi người chia sẻ giúp em lên 500 người xem đi. Hay thế. Đập cầu tốt. Một phát chủ động phát cầu. Lừa, anh Cường đã bị lừa. Giật mình. Điểm số 9-10. Hải Đăng đánh hay lắm ạ. Hải Đăng trẻ hơn, Hải Đăng sinh năm 2000 thôi. Mumuta Việt Nam ấy ạ. Mumuta đấy, thần tượng của em ấy. Hải Đăng là thần tượng của em lên rồi. Hay thế. Cầu không qua lưới. Điểm số 10 đều. Ok, chẳng hạn mọi người chia sẻ giúp em video giúp em đi ạ. Trận đấu hay nên là mỗi người cho em một quả sẻ lên chợ cầu lông đi để cho nhiều người vào đây xem. Cầu tốt, điểm 11-10. Nghỉ giữa hiệp. Anh Cường anh đập mạnh lắm. Cầu Zonic anh đập như bom. Cảm giác đập nổ nhà thi đấu. Nhưng mà Hải Đăng vẫn thủ được. Điểm số 11-10 ạ. Ok, em chào mọi người nhá. Trận sân bên cạnh là Tiến Tuấn gặp Tiến Tuấn gặp ai á? Gặp ai ở Quảng Trị á? Sang một Hải Đăng thắng ạ. Xem một Hải Đăng thắng 25-23. Cầu ngoài. Điểm 12-10. Xem một Hải Đăng thắng nhá. Mọi người cổ vũ, mọi người ai cổ vũ cho Hải Đăng thì comment 1 ạ. Ai cổ vũ cho anh Cao Cường thì comment 2. Mọi người chia sẻ với em giúp em đi. Thế. Đập mạnh mấy vẫn Hải Đăng vẫn thủ được hết.
Ồ, tự nhiên tụt người mảng lag à? Ui. Cháu đang like đừng gọi. Mọi người vẫn mờ lắm mọi người. Tự nhiên chẳng hiểu sao tự nhiên mờ đấy không biết. Cầu ngoài sân. Anh em nhìn có rõ chưa? Nhìn có rõ chưa? Nhìn rõ bảy em câu nào tự nhiên đang like đến mờ đấy. Ôi hay thế. Ui. Cầu ngoài sân. Điểm số 17-15. Anh em xem rõ chưa? Nếu mà rõ thì bảy em một câu. Cháu đang like. Gọi
không ạ, em còn lâu đây. À hay thế.